hàng cây mà cổ của ai đây? Có tốc độ 35 con, tốc độ 20 con. Lực à? Xin chào Lực Vương. Đây. Cái này dễ của Dũng lắm nhỉ. Con hàng điều. Đấy. Cái cổ này của Lực Vương là bao nhiêu đây? Cái này ạ? Cái cổ này. Cái đấy 15 triệu. 15 triệu. Làm loạt đi, cái kia là bao nhiêu? 5 à? Con này 15, con kia thì 17. À 15, 15, 17. À. Ok. Đấy. Anh em thấy không? Cứ đổ đông nó khoảng 10 thì trên này đang có 3 xích rồi, 4 xích rồi. Có bác nhìn thấy con 17 này có vật được không? Bông quả rất là tròn. Đấy, thân vách quả bông tán các cụ làm đấy, tròn 15 triệu. Đó. Này cái này cũng 15 này các bác, nó có nhìn rõ có nhỉ. Đấy, được quả phúc ở đây này, to này. Thôi cứ phúc phần đầy đặn là tốt rồi. Đó. Cứ phúc lộc đầy đặn là tốt rồi. Thân cốt thì tùy các bác suy nghĩ. Thân cốt thì tùy các bác suy nghĩ nhé. Đây, số của anh nhé. Nghệ nhân làm sớm đấy. Quay đi, bỏ cảnh ra. Đau mắt. Đau rồi, đau bỏ. À thế à, đau mắt. Mặt. Đau mắt. Thân công. Thân công báo. Bùi thân. Thân này là thân ai gây lo. Bòi bòi thân. Cây này hôm trước có đại gia trả căng lắm mà không bán. Lì phết. Nhiều tay giả rồi. Giờ là bao nhiêu? Săn chút. Giờ là bao nhiêu đây? Sạch cái này nhưng mà cái này 20 sạch sẽ đấy nhỉ. 20. Công nhận thân này lì phết đấy. Tiền ít. Bao nhiêu nó khỏe. À đây 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 có anh hai cái này nữa. À để tí nữa xong xuống. Thế thì vừa giá bao nhiêu? À 20 nhỉ. 20 triệu. Đúng trả chưa tới à? Dạ 10 mấy triệu. Do lên đường rồi nhưng mà được cổ lắc hay phết. Đang thêm tiền lắm rồi. Cổ lắc nước hay phết đấy. Tay kia nó tính cho một khoát đây. Đá. Hay là đóng? Cây thân, à, thân đóng. Xong siêu rồi. Nó đuổi vào để nó chơi hay xong siêu. Siêu. Đấy, trong đầu người ta có ý tưởng. Chất liệu tốt, sạch sẽ. Chất liệu tốt, sạch sẽ. Thân, 20. Đấy, tiếp tục sửa sang thôi. Ừ, đấy, nhìn thấy con móng này rồi. Móng này bao nhiêu tiền đây? Con này 1,5 triệu. 1,5 triệu. 1,5 triệu, 1,5 triệu. Đâu còn thủ công cái nào không biết? Đây à? Công cái này, làm đủ cái này. Anh à? Ai cái này? Thế làm trên nước. Chả thấy thằng nào bán nước. Chả thấy gì ấy. Vời à? Chắc cây đấy của vời. Không, cây đấy của vời. Đấy. Đây. Tiếp khách, tiếp khách. Vời.
lại đi rồi anh. Hả? Ô, ra đây người vui. Có đại gia vừa đại gia vừa xem khách to mà không ra báo giá. Đấy, ní này đấy. Chưa phải đâu, còn chơi. Thế con si kia bán rồi anh? Ừ, bán rồi. Thế con mấy bận quá. Bán luôn. Bán nhiều khách mà. Bán trong nào đấy? À, bán trong nào? Linh. Thế như con gửi ảnh cái là anh chỉ cần tả cây cả người ta luôn mà. Không nhìn phê đấy, bây giờ kiếm được si đấy ít. Nhìn ngoài còn A thân liền. Nhìn ngoài còn kinh điển. Alo. Ừ. Ừ. Chắc chỉ sợi 2 hay là 4 co đấy thôi. Ừ, hình như là cái sợi nhỏ nhỏ mà anh chụp ảnh chắc nó tầm 2 co hoặc 4 co thôi. Để anh hỏi lại cái thằng kia xem kéo bao nhiêu nhé. Ừ, nhé. Xong rồi anh nhắn cho. À quên, có giá cái này cơ mải nó chuyện. Cái nào à? Đấy cái tục cây. Con này 9 triệu. 9 triệu. Cây này. Con đấy là 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi, rồi kia. Con làm móng này là 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi, con này. Con này 3 triệu rưỡi. Có số nổ số. 2 con bằng nhau. Lại nổ số cái nhỉ? 0936. 0936. 292. 292. 377. 377. Không mua là hết đấy. Một đẹp quá mà nó là anh lực kia biết cao 40 phân mà thân băng ma này không biết là lấy ở chợ lấy lại của ông còi à gì ông còi không còi á không còi đi bán đấy qua đi bán mà hay đấy nhỉ đấy mà cái này cái mà... của ông còi 15 triệu ấy để mày mà lấy ra để cho mày 15 triệu chứ ra ngoài mua cả chợ đều biết biết rồi nhưng mà ý là không anh em thực tế là mày ấy, thực tế là thèm nhỏ dãi nhưng mà thích có tiền bán cho mày 15 triệu thế con mày bán được đâu mày bảo là cho chúng cả đúng đây biết này chúng thích lấy nhưng mà hùng nó mấy anh em hỏi trong đấy thành thật cũng hỏi bảo là đúng 18 triệu cộng 3 triệu mà đấy sao bán 18 triệu rồi. Bây giờ lại phải gửi đi à? Không, chiều làm chiều thăng luôn. Vậy tao không nghĩ về đây thì chụp ở trên xe sang cái ảnh như thế tao gửi cho người ta ngày chiều thăng luôn. Không nghĩ là ông sang bế luôn. Ờ thăng luôn. Còn với vợ em sang gặp nhau rồi bố mẹ. Đây là đang ngay sạch tiền nhá. Hả? Chưa phải đang ngay nhá. Ừ, nếu mà có thời gian chứ mày. Ngày xưa thì anh hay bán cho mà thì mày bao nhiêu cân thì nó mày phải để cái tên thì vào thì mới ra được chứ. Hay đi có tên chứ. Có tên nhưng bây giờ cứ bao mở ra mà kênh mày từ đây thì cứ được. Anh đi xuống gì đấy mà xuống gì Bắc Ninh để bán hỗ trợ đấy, quen mà. Ừ. Xin ý giờ đang khoái món đấy. Rồi mày phút mốt mà khổ bán đấy rồi bán cho mày về mày nó được phí chứ còn thì áo thì làm. Biết thế nhưng mà đấy, chuyện có biết cái sim mà đặt trước ở Honda đấy anh Hải giả 30 triệu nhé không bán đúng không đấy, sim mà xong Việt biết hỏi bảo là mua 7 triệu đấy nhớ không cho anh Kiện biết cho anh Minh để tao để cho được con anh em nhé tao để có đúng có 7 triệu nói ra tao lấy hơn 1.000 nào đâu thế. Anh Hải giả nó 10 triệu không bán như thế mình đi mình lại mua được người ta lại thương. Đây, nói rất chân tình nhá không phải con quên hỏi anh Hải mà xem biết rồi giả với 10 triệu không biết mà thôi để ra thì chờ bảo thôi anh Hải thôi để cho em bán cho người ta ok anh
thôi cho nó đi các miền cho nó vui. Chào nghệ nhân. Nghệ nhân, cái chi của nghệ nhân là bao nhiêu đấy? Xin triệu hai. Triệu hai. Nghệ nhân Đỗ Bá Tị. Đỗ Bá Tị đây. Đỗ Bá Tị. Đang. Đấy cái dưới hôm rồi về đục dẻo hết đấy nhỉ? Đấy về đục ngon không? Ngay vàng bây giờ ngay vàng xin rồi. Đục sắc đấy. Đục sắc đấy. Đục sắc. Máy đấy. À máy à? Thằng nào nó mịn thế? Người Việt Nam mong máy đánh ấy. Cái đấy làm thì chuẩn rồi, nó không bị lay gốc đấy, ngai vàng đất Việt giống như đài sen của Phật ngồi ấy nhỉ, Phật tổ vô thiên ngồi. Đấy cái sung nhiều quả kia thì bao nhiêu? Dừa xin luôn. Đấy, mua cái đấy về là vua chúa đấy, được đấy. Đấy, còn cái xi này thì sao? Ông ơi, cái xi này sao nhỉ? Cái xi 2,5 triệu. Đấy. Đấy, còn đây là xương cá. Cá, rừng xương cá 2 triệu. Rừng xương cá 2 triệu. Đố tìm được cái rừng xương cá nào như này. Na ná lại không có đâu. Thả nước tốt. Nhìn cứ như là vọng cách nhưng mà nó là xương cá. Cái là nguyệt quế đấy nhỉ. Đúng rồi. Nguyệt quế lắm. Thế mà lá nó nhỏ quá. Đấy. Xương cá thì mà rừng này nó chả vừa được nước, có được xương cá đỏ. À thế. Thế thì lại quân mệnh ông thôi. Xin ông. Cảm ơn ông. Cho ông đọc cái số của Phó Chủ tịch Quốc hội cho cháu. 0906 225 đấy. Và cái cây này của ông vừa đọc có cả bao gồm những cái cây mà ở nhà nữa. Anh em thích thì cứ hỏi, chứ không phải là chỉ riêng có một số cái cây ở đây. Rồi, cảm ơn ông nhé. Hôm nay quốc lễ nên ông nghỉ việc chính phủ ra đây. Đấy, hôm nay được nghỉ ngay. Ông đuổi đi rồi. Ok ông. Rồi, đi nhé. Vâng ạ. Đây nhiều chưa?